Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra hàng loạt vụ phá sản ở mỗi quốc gia cũng như trên toàn cầu. Tại Việt Nam, rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm phải đóng cửa, trả mặt bằng kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản hoặc ngừng hoạt động. Có những doanh nghiệp còn tồn tại được song sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp hiện đang rất yếu. Ghi nhận của phóng viên VTV. Trước bối cảnh COVID-19, các hãng hàng không đã tìm mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại như cắt giảm tầm chi phí từ 50 đến 70%, đàm phán với các đối tác giãn nợ, giảm lãi vay, bán bớt tàu bay, chuyển những tài sản, giảm lương toàn bộ cán bộ, nhân viên, giảm giá vé, song tất cả đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng. Cuối tháng 7 chúng tôi đã dự báo là năm nay là doanh thu của ngành không sẽ thiệt hại, cái mức là khoảng 90.000 tỷ, tức là tương tư đương khoảng 4 tỷ đô la. Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp ngành đang phải đối mặt với khó khăn kép, vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa bị giảm mạnh thị trường đầu ra tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu. Những cái đơn hàng mà là mặt hàng chủ lực của May 10 trong những năm qua như là vest sơ mi của nâu và những cái sản phẩm mà may mặc thời trang công sở thì cầu giảm sút rất là mạnh Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều lường trước về những khó khăn hiện hữu từ nay cho tới hết năm. Giải pháp lúc này chính là chờ tín hiệu phục hồi, mở cửa của thị trường thế giới. Từ tháng 9 trở đi cho đến tháng 4 sang năm ấy, là cái mùa thường thường, là cái mùa trũng của tất cả các ngành năm bình thường. Thì năm nay chắc chắn sẽ càng ít hàng hơn. Theo tôi thì thị trường cuối năm nay vô cùng khó khăn. Và nó sẽ còn khó khăn để trước Tết và sau Tết. Nên là có lẽ là là rất ít, rất ít các đơn hàng chỉ trừ có một phép bầu ở đấy thôi chứ nếu không thì nhìn chung là đơn hàng rất là ít. Dịch COVID-19 bùng phát lần 1 và sự quay trở lại lần 2 của dịch bệnh này đã và đang tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, 81% số doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là không có đơn đặt hàng trong vòng 6 tháng tới. 72% doanh nghiệp đang thiếu tiền để trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn thiếu tiền để trả lãi về ngân hàng, mua nguyên liệu, thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. Nếu mà dịch bệnh kéo dài trong vòng độ 3 tháng nữa thì có thể rất nhiều những doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngưng hoạt động, giảm hoạt động, thậm chí phá sản. Các chuyên gia cũng cảnh báo năm 2020 có thể nói là năm tồi tệ nhất trong lịch sử khởi nghiệp của Việt Nam. Dự báo số lượng doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa có thể lên đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là hơn 10.000 doanh nghiệp như hiện nay. Đây mới chỉ là những doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, còn số doanh nghiệp báo cáo xin đóng cửa giải thể thực tế còn lớn hơn nhiều. Dự báo du lịch nội địa Việt Nam khởi sắc từ quý 4 năm 2020, đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo thường niên du lịch Việt Nam năm 2019 của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Theo báo cáo, năm 2019, Việt Nam đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua Indonesia với 16,1 triệu lượt, vươn lên vị trí thứ tư khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan, Malaysia và tiến sát với Singapore với 19,1 triệu lượt. Đánh giá về du lịch Việt Nam năm 2020, báo cáo cho biết dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ trên toàn cầu, đặt ra những thách thức rất lớn đối với ngành du lịch thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Đối với du lịch quốc tế, đón khách từ đầu quý 4, lượng khách quốc tế cả năm có thể đạt 4 đến 4,5 triệu lượt. Đối với du lịch nội địa, khi Việt Nam khống chế được dịch Covid-19, hoạt động du lịch nội địa đã trở lại từ tháng 5 nhưng lại sụt giảm từ cuối tháng 7 khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, dự báo du lịch nội địa có thể khởi sắc hơn từ quý 4 năm 2020 nếu Việt Nam kiểm soát tốt được dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân để hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo dự thảo các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa, trang phục lịch sự, không có những hành vi, lời nói thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ngoài ra không đi để các phương tiện giao thông đường bộ trên hè, lòng đường và các vị trí công cộng khác, không dắt thả vật nuôi gia súc gia cầm tại đây. Ngoài ra các tổ chức cá nhân không được tự ý tổ chức biểu diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật sử dụng các thiết bị, dụng cụ phát âm thanh công suất lớn ra môi trường khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng nghị định quy định cách xác định sản phẩm hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương dự kiến nghị định sẽ quy định đối với 4 nội dung, đó là tiêu chí để xác định một hàng hóa nào đó là sản phẩm của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, phương thức thể hiện nội dung sản phẩm của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam trên hàng hóa bao bì hàng hóa trường hợp không chắc chắn về xuất xứ việt nam cá nhân tổ chức có thể lựa chọn thể hiện nguồn gốc hàng hóa theo cách khác trên nhãn hàng hóa nguyên tắc quản lý việc thể hiện sản phẩm hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam trên hàng hóa bao bì hàng hóa chứng từ thương mại liên quan biện pháp phòng chống gian lận trong việc thể hiện sản phẩm hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam Theo số liệu từ Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nhận định, với tốc độ tăng trưởng 12 đến 15%, nếu không có gì đặc biệt, xuất khẩu gỗ năm 2020 có thể cán đích 13 tỷ đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch của Chính phủ yêu cầu trong năm nay. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU giảm liên tục từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này tháng 7 và tháng 8 bắt đầu bật tăng so với những tháng trước đó và so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 7 vừa qua đạt 54,2 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với tháng 7 năm 2019. Tháng 8 đạt 394,6 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12% so với tháng 8 của năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm sang EU đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2020 ước tính tăng 2 62% so với cùng kỳ năm trước là mức tăng thấp nhất trong quý 3 các năm trong giai đoạn 2011-2020. Dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ nên kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý 3 năm 2020 tăng trưởng khởi sắc hơn so với quý 2 năm 2020. Trong khi đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,95% khu vực dịch vụ tăng 2,75%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,70%. Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc tại các hợp tác xã đặc biệt đối với vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn đồng thời xây dựng và tổng kết mô hình hợp tác hoạt động hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị